Gấu bị phấn nè. À vừa lấy nhiều trái gấu. Đây chú vẽ này, có hình vuông có số 1, hình tròn có số 2, hình tam giác có số 3. Xong rồi hình con chó, hình mạch mèo, hình con cá, hình xe đạp. Bây giờ các bạn thích vẽ hình gì tiếp nào? Con chó, con làm con mèo. À gấu là con chó, bơi là con mèo. Múa hình tròn. Hình tròn á, vẽ hình tròn nhá. Đó. Bây giờ hình tròn này vẽ số 4 này. Bây giờ thì gấu thích vẽ hình gì tiếp? Ok, vẽ nhiều số nhá. Ok, ba vẽ cho. Bây giờ này. Số 5 à? Số 5 à? Ok, bây giờ chú vẽ số 5. 1, 2. 1, 2 này. 3 này. 4 này, số 4 gấu thích này. Đây này, số 5 ăn bơ yêu cầu này. Ăn bơ thích số 5 này. Số 6. Số 7. Số 8 gấu thích nè. Đó. Bơ thích số 5, gấu thích số 8. Bơ nhảy gấu nhảy. À vẽ giống ở kia đúng không? Ok vẽ nhá. Bây giờ chú vẽ tiếp này. 1 2 à bơ với gấu, gấu cắp vào trong cái hộp. Thank you, bơ nói thank you, cảm ơn. 3 4 à, chú vẽ được rồi nè, 1 2 3 4 để nhảy nhá. À, số 5. Số 6. Anh vừa ngã. Sáu, bây giờ số 7, từ số 7 xem số 7 này. Số 8, đó. Bây giờ chú nhảy nhá. Chú nhảy. 1, 2, 3, 5, 6. Tới lượt bơ, ok, bơ nhảy đây. À, bơ đi nhép ngược rồi. Bơ bị đi dép ngược, dép bên trái thành dép bên phải rồi bơ ạ. Dép bên phải thành dép bên trái. À, gấu vẽ màu xanh blue. Ai có vẽ màu hồng trên dép. Màu hồng nãy nó bị dính từ hình ba vẽ lên nãy con ạ. Wow, ba nhảy này. Hai chân, một chân, một chân, hai chân, một, một. Tức là gấu, ok gấu nhảy. Hai chân, một chân. Gấu nhảy, gấu. Ừ, gấu con bé, gấu chưa nhảy được, gấu đang hai chân chụm lại như thế này cũng được. Hai chân chụm lại, hai chân tắt ra, hai chân chụm lại, hai chân chụm lại, hai chân tắt ra. Ok, rồi bác hoan hô. Đây là bơ. Wow, bơ nhảy, úi trời, bơ nhảy một trăm luôn này. Wow, giỏi quá. Ừ, gấu còn bé, gấu bé không ăn bơ nhiều, gấu gấu còn phải học. Đây, ăn bơ to đúng không? Ăn bơ biết nhiều hơn. Nhảy tiếp nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, gấu sợ chó à? Ok, bạn chó này hiền. Ừ, bạn chó hiền, bạn đi rồi. Ok, có cô chú chó đây. Bạn chó đi rồi. Ok, có ba đứng đây nhá. Cái gì ba? Ba bảo vệ gấu với bơ, ok. Ok, bạn chó đi rồi con ạ. À. Bạn chó hiền bạn đi rồi. Bạn chó đi rồi. Ok, bạn ôm gấu. Bạn chó đi rồi con ạ. À. Bạn chó đi 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 rồi, đi rồi. Sao bơ? À chú. Chú à giúp bơ làm sao? Cho bơ cái này đấy. À đây đây đây. Chú cho bơ này. Đây. Để bơ chơi đúng không? Ok đi bọn mình chơi tiếp đi. Ừ, vẽ cái này tiếp ok. Đang đây ấm chùi. Cho bơ vẽ cái này một nữa. Có nước tí không cơ? Cho bơ cái này một nữa. À bơ bơ vẽ cái này á, ok.
Đây. Đây, cho bơ vẽ màu blue này. Đấy. Bơ khát nước không? Bơ này uống nước xong còn khát nước không? Có. À còn khát nước à? Có. Thế bơ chạy về nhà uống nước tiếp à? Tại em gấu bình đây bình nước của em gấu rồi. Em gấu em uống vào mất rồi. Vào. Ừ. Bơ có cầm theo bình nước không? Không. Ok, thế một tí nữa bơ về bơ uống nước nhá. Ok. Hay giờ bơ về uống luôn. Hai.